vị Chúa Tiên Nam Tây Thiên Đệ Nhất Chúa là người thần tiên, thành ra hồi cùng ai nên tới nhà cao sơn Bạch Mã hỏi thăm để Chúa Nguyệt đi nhời nào. Hỏi thăm phố kép đi vào đền thờ Chúa Bói vườn đào canh tiên, đứng đuôi bên Tân Sơn Mì Phường mua sắp hai hàng châu Chúa Sơn Trang canh quyền tiếng suối dịu dàng. Trên cây cao chim muông nó bay nhảy giữ sân đền này khúc hành vân nghe như gió rộng mấy vần. Có cây sen cũng tận gần khoe hoa, khách gần xa cúi đầu ai biết và hỏi khách rằng ai biết ai hành sơn trang rừng vắng chốn này. Dừng vắng chốn này đã hay hiện ứng từ ngày tiên đến chốn sơn khê có nhà thê Việt mà ứng mộng thần mãn nguyện hóa khai sinh ra tiên nữ kỳ tài bà mới 34 tuổi và đó đời tiên. Bói chăm khỏe bói không sai khỏe nào, bà bói ra hết cắn gió vận hạn, bà bói ra người buôn bán hanh thông, bà bói ra ai có của để dành, bói ra ai được công danh huy hoàng. Bói ra hết ai phát quan phát
tướng và bói ra người, ai nghèo trước giàu sau, và bói ra ai phải nghèo u sầu, bói ra ai được phúc đâu giàu bên. Đồng điểm vẫn tô son, tay cầm đàn tính, dẫm nhang đi mẫu ba tòa, thiếu thiếu nhát nhạc hát ca mang, vì đền tiền cung tuần hương, dâng lên tam bảo mười phương độ trì. Dòng nhan khai quang tập cơ diệu, khai quang chứng đàn diệt nga tích tăng công giả, kịp phong hoàng lần gần thánh chúa tiên sung vương. Khi cho đời từ trường sinh nha, chưa phu chư quý mọi đường hành thông nha, nay chữ rằng sở nguyện tông tâm nha, ý nha. Giang người tiên nữ đang đi về bàn đến đây, giang người tiên nữ đang đi về, đi về tới bàn đến đây. Đêm 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 đi đêm đốt nướng soi đường, nghe ba chim hú người rừng mình gọi nhỏ, kìa nước ai sắc tỏ mà bê non, trời mà nó sơ sắc tốt tốt tươi dương già, soi đến ngàn, soi đến ngàn năm quả nhiều hoa, soi đến ngàn năm quả nhiều hoa. Chơi cảnh chiều hôm đôi rừng, cùng hát vang bên bờ có suối trong, chim én bay nương nhờ trên không trung. Đây núi rừng đẹp hơn muôn hoa, đây núi rừng đẹp hơn muôn hoa. Rừng mịn mờ nước chảy dòng sách ôi, nước chảy về đâu, đi lên ngàn đi xuống suối hô vang cả núi rừng, ơi rừng ơi núi rừng ơi. Bạn nàng ơi, nghi nòng ơi, bạn nàng ơi, nghi nòng à, ra mà xem chúa nguyệt đã về rồi. Đôi chân đi chạy hồi, bước trắng bay quanh bên sườn đồi. Đôi chân đi chạy hồi, bước trắng bay quanh sườn đồi. Thank you.
đường sông núi băng qua đèo qua suối, nước chảy trong eo nghe có tiếng sáo mèo. Từ ngã xa chân chùa đang bước ra, đi hái hoa rồi đi hái trà. Rừng ấm mồ này cất cao tiếng hú, gọi cái rừng ơi trần gian ơi, bà về đây chơi. Xem bói nhá chầu với một quả câu, tiền đài tiền cháp chú sơn màu xanh ngàn. Chúa ngồi đó lòng đầy mà đau xót, thương cho phàm trần còn bao kẻ u mê. Có một người con gái đành những đã nhiều điều khổ tâm. Sớm âm thầm mồ côi cha mẹ, gặp được thầy quỷ cốc tiên sinh, thành ra ai hồi cùng đâm ao chính quán quê nhà, phong châu đất tổ, thành ra hồi cùng vầng nhật nguyệt đêm ngày soi tỏ cảnh thác bờ rực rỡ càn khôn. Đầu đồ sô đã xếp đầu nguồn, khen ai khéo tạc bên luồng chơi vơi. Cảnh thác bờ đã nhơi thăng tích đập đền thờ, thanh nha định giết bao sông đà, sóng vỗ gì ra. Tiết năng nữ già sinh người mường áo trắng đài xanh.
đều đô người Thái, họ đang đi còn hai trẻ. Nghe xa xa, nghe xa xa kèn bối người mèo thổi, nhích nhai gần, nhích nhai gần người mang họ bảo nhau xuân sang. Cầm khách hoa đào, ai đi lễ mẫu trên sơn trang hòa bình. Có người đây người thổ xuân bắc ngà, xuân bắc ngà người thổ mà người sang xuân sang. Cầm khách hoa đào, ai đi lễ mẫu trên sơn trang thác bờ. Dâng nhang đi mẫu ba tòa, tiêu thiêu nhã nhạc hát ca vang nhung. Về đền điện cung tuần hương, dâng lên tam bảo mười phương đô trì. Dòng nhan khai quang thầm cờ diều, khai quang chức tràn diệt nga tích tăng. Cùng giang kim cùng hoàng lần thần thanh, xu tiên trung vương ý à. Chiếc thiên rồng trèo bơi bên ngọc, dọc con sông Đà rào khắp suối khe, trèo từ Hàm Miếng xuôi rút trèo về. Ý à. Hàm Miếng xuôi rút trèo về, ngược xuôi xuôi ngược chúa lại về đồng tiên. Khắp mọi miền kêu cầu vòng vai, ai nỗi đậm xin xu đói gồng thương. Ý à. Trèo vào cho tới bông nhai, chơi hồ ba bể mười hai cửa ngàn. Rừng hòe quê, rừng đàn, rừng trống, rừng bạch đăng, rừng trúc, rừng thông. Đường đi đến muôn đường khúc rồng. Ý à. Dinh tiếng chiêng tổng mường, tiếng chiêng tổng mường vang trên sườn núi. Tiếng chiêng tổng mường vang vọng về miền xuôi. Ơn chùa tháng bản mường nó ấm. Ơn chùa tháng bản mường có xuống tây. Dây người mường xuống sông thả núi. Dây người mường pha dây làm mường. Rộng gieo nô đốc để bản mường nó ấm. Dốc gieo nô đốc để bản mường xuống tây. Cùng dạo chơi cảnh chiều hôm đôi rừng, cùng hát vang bên bờ có suối trong. Chim én bay nhung nhờ trên không trung. Đây núi rừng đẹp hơn muôn hoa. Đây núi rừng đẹp hơn.
cử đón bông hoa chào, đi về Bách Điều sớm chiều mà cả ba. Đôi tay khơi miền mang mà sừng vàng, đem cho trăm họ giàu sang đời đời. Đôi tay khơi miền giang sừng vàng, đem cho trăm họ hạnh phúc giàu sang. Rừng xanh mờ nổi đi qua đường sơn thẳng tới dốc cung, trên non cao quân dặm trường. Đàn trâu gõ mò tiếng gà rừng cộc tác, vượn su con tha thiết mà canh thâu, chìm công múa cò bến đầu. Mà bay nhớp mà cầu thang bay nhẹ gót thanh thang, chù tắc thể sóng dạ tầm canh thanh ra hồi cùng. Tiếng đồn trong bắc ngoài nhà ham, ngũ phương bản cảnh mọi đàn thiếu. Điện câu xem trong bốn bể cứu cầu chúng sinh, Tây phương hiện hách ảnh linh. Nam phương xê giá mà đông vân thủ thiêm bên nghe xa gần mà đều qua bắc phương chôn đó sơn hà. Bắc phương chốn đó sơn sứ nàng thác bà thanh thơ trung phương, để bái điều mời thỉnh nài tiên chúa bà giáng nơi Hải Phòng. Thùng
dung phủ tía đồ hồng cây đa chúa ngự nhiều tầng thấp cao miếu thờ như thế mà độc đáo. Miếu thờ như thể độc đáo, 13 cội gốc vươn cao đá cành, xem trong nơi ấy hải thành có nơi nào dám xanh dám xò miếu bà. Đúc thì giá ngự đến tiên nga cấm giang cổ địa chính đà dấu sư nhàn thơm thoảng ngát xa đưa có nơi vườn hoa treo khi xưa vẫn còn. Phù tía đầu son đền nghe đinh ứng tiếng đột nơi tam kỳ chúa ngự thành thời tiên đa thắng cảnh nhà nga đi về. Tiền ấy đề huề ngũ phương bà tàng cảnh bà giáng về ngự vui chúa bà giáng ngự mà chính ngôi thanh đồng đệ tử các nơi xa gần bà độ cho tròn vẹn mười phần phần tươi phần tốt phần gần phần xa. Nên chính cửa chúa bà nón dâu áo trắng quạt ngà hoa tiên thành tâm thỉnh trước áng tiền nguyện xin tiên chúa bà ngự lên điện to. Bình đồng đàng định sân nhang dẫn đến cho tới mười phương đồ trì tay sân nhang miệng niệm từ bi tam tòa tiền thánh chứng chỉ cho thánh đồng khai quang sung nhang thật cơ diệu khai quang chứng đàn duyên nga tích thẳng cùng già kim phục hoàng mà lần cận thánh xưa tiên trung vương kim ngân sớ điệp sắc nghe trước trình Phật Thánh sau trình vua cha kim ngân sơ điệp dâng hiến quần thân phải đau
trên thần đồng rời dưới thần mà đồng dân đi này hội đồng ba phủ nghiêm quân nghĩ nhà tinh 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 ta tinh tay mũ môi và đẹp làm sao tinh 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 ta tinh nha hôm nay về bàn đến đây giang 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 người tình nữ hôm nay về tới bàn đến đây đi tới đâu đi tới đâu cờ đón bông hoa sao đi về bách điều sớm chiều ca vàng tay ơi về mang rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời đem cho các ghế trọn đời giàu sang đồng tài bán mới bán ra trần gian hội họp đi qua tháng này bán cho tiền tốt mua giày bông đồng so nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đồng con khuya sớm phụng thờ 30 mùng 1 14 hôm rằm vì Chúa mới phát ra thanh đồng đệ tử các nơi xa gần đổ cho dáng vẻ hồng hào ý. Trăng thanh nha về nguyện in hình nha vẻ nguyện in hình thì mời Chúa Phật anh minh ra đền Chúa về nhận đệ chứng đà thanh giai hồi cung